Em đã đặt rất nhiều tâm huyết vào kế hoạch lần này đấy ạ. Hy vọng là sẽ vừa ý anh. Cảm ơn em vì đã luôn hết mình vì công ty nhé. Còn phải nói nữa à, lúc nào em cũng cống hiến hết mình cho công ty. Em coi công ty cứ như là nhà mình ý. À, ý em là công ty như là ngôi nhà thứ hai của em ạ. Hai bản kế hoạch này ấy, anh đã xem rất kỹ rồi. Bản kế hoạch của em ok đúng không ạ? Bản kế hoạch của em ok. Nhưng mà... Nhưng mà sao ạ? Ôi, anh ơi, anh nói luôn đi chứ em sốt ruột quá. Bản kế hoạch của em ấy, thực sự anh cảm thấy vẫn chưa hợp lý về mặt nguyên liệu. Mà công ty chúng ta là công ty thời trang, rất quan trọng về nguyên liệu đấy. Anh thấy em đưa ra những vật liệu giá thành vừa cao và còn lại khó tìm nữa. Mà quan trọng nhất ý, trong tương lai là nó không bền vững. Thế cho nên kế hoạch của em cần phải khắc phục lại đã. Nhưng mà đấy đều là những sản phẩm rất là mới lạ với cả độc đáo mà anh. Anh hiểu, nhưng sản phẩm lần này anh muốn tung ra thị trường là thị trường trong nước, phù hợp với túi tiền của các bà nội trợ. Em hiểu với anh chứ? Còn Thường San, kế hoạch lần này tôi thấy rất phù hợp, chúng ta bắt đầu triển khai nhé. Dạ. Mà My này, nếu như em cần hỏi gì về Tường San, cách lập bản kế hoạch trong công ty ấy, Tường San là người nắm rất rõ đấy. Cô ấy nắm bắt được thị trường và thị hiếu của mọi người. Có gì em cứ trao đổi thoải mái để ra được vấn đề nhé. Dạ vâng, em có việc, em ra ngoài làm việc đấy ạ. Anh này, anh có nghĩ là anh đã thẳng tính với My quá không? Em nghĩ con bé nó tự ái rồi đấy. Anh làm giám đốc công ty kinh doanh, có nhiều chuyện ấy không thể nào cư xử theo cách tình cảm được. Em không phải lo lắng quá đâu. Nhưng mà em yên tâm đi, những gì anh làm ấy anh đều hiểu. Còn bản kế hoạch này ấy, em về em sửa đi. Em cứ sửa theo những gì anh đã gửi rồi mai anh đưa lại cho anh nhé. Dạ. Em làm cái gì đấy à? Có biết đây là phòng làm việc của anh không? Phòng làm việc của anh thì làm sao? Em chỉ muốn phá nát hết thôi. Em đang bực hết cả mình đây này. Lại làm sao? Lại là vấn đề ghen tuông với con Tường San đúng không? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi cơ mà. Anh sang phòng Minh Long mà xem đi. Chúng nó chả coi em ra cái gì cả. Trước mặt em mà lại dám âu yếm nhau như thế. Em nhỏ tiếng thôi. Em tưởng đây là công ty của anh với em đấy à? Càng nói thì càng tức. Dù sao anh cũng là phó giám đốc công ty, còn em là em gái của anh. Thế mà thằng Long nó chả để ý gì đến em cả. Cứ lúc nào cũng quan tâm con bé Tường San ấy. Thì đúng là tại vì anh là phó giám đốc, thế nên nó chẳng coi anh ra cái gì cả. Kể cả là chúng nó có lén lút với nhau ấy thì cũng không thể nào mà qua mắt được em. Cứ nhìn chúng nó liếc mắt với nhau ấy là em tức điên lên được ấy. Anh đã nói với em là nhỏ tiếng thôi. Dù sao thì chúng ta cũng đang thuộc tầm kiểm soát của Long. Em đừng có manh động. Nhưng mà em tức. Anh biết, anh biết là em đang rất tức. Nhưng em phải kiên nhẫn, chờ cho đến khi công ty để thuộc về anh em mình. Thì lúc đấy không thiếu trai đẹp vây quanh em đâu. Tại sao em phải cần thằng Long làm cái gì? Cũng đúng. Nhưng mà cứ phải chịu thua con Tường San ấy, em không thể nào mà chịu được. Em phải cố gắng thêm một thời gian nữa. Đợi đến lúc công ty để thuộc về anh em mình, lúc ấy con Tường San nó chẳng là vấn đề gì cả. Em muốn giải quyết nó như thế nào cũng được. Được rồi, đợi đến lúc đấy em sẽ bắt nó phải sống dở chết dở. Em bắt đầu hiểu ý anh hơn rồi đấy. Này, mày nhớ phải ăn nhiều vào nhá. Dạo này tao thấy mày gầy lắm rồi đấy. Này, tao thấy mày nên lo cho bản thân trước đi. Cả tháng cứ bận bịu kế hoạch, chả có thêm ăn uống gì cả. Thì bây giờ bọn mình làm công ăn lương cơ mà. Với cả dù sao thì tao cũng muốn phụ giúp anh Long một chút. Này, tao bảo, tao biết ý, là mày với anh Long có tình cảm với nhau. Nhưng mà cái My cũng để ý anh Long đấy. Tao cũng biết chuyện đấy, nhưng mà... Này, con My ý, không phải là dạng tốt lành gì đâu. Tốt nhất ý, là đừng đối đầu với nó, hiểu chưa? Tao biết rồi, tao tự có cách của tao mà. Cảm ơn mày nhá. Ăn đi.
sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, mình đi ăn nhá. Xin lỗi em, để dịp khác anh mời em sau nhá. Buổi trưa nay anh có hẹn đi ăn với đối tác rồi. Anh đi ăn với đối tác à? Hay là để em đi cùng hỗ trợ anh nhá? Anh có bảo Trường San chuẩn bị rồi, vì cô ấy hiểu sâu về bản kế hoạch nên là đi sẽ dễ nói chuyện hơn. Cảm ơn em nhá. Vâng, thế thì hẹn anh dịp khác vậy. Ok, Trường San này, em chuẩn bị đi. Đối tác này khá khó, không muốn mình đến muộn đâu. Em sao đấy? Từ lúc ăn trưa xong đến bây giờ anh chẳng thấy em nói gì cả. Em đang lo lắm. Em lo gì? Em nghĩ là mình đã biết chuyện tình cảm của bọn mình rồi. Vậy thì có sao? Tại sao anh lại nói nhẹ như lông hồng như thế được? Bề ngoài thì My cứ tỏ ra bình thường như thế thôi, nhưng mà em cảm nhận được là My nó ghét em lắm. Em không biết phải làm thế nào cả. Anh tin em yêu anh là thật, và anh cũng rất yêu em. Nhưng chỉ vì em ngại nên mới giấu thôi, chứ còn không anh cũng rất muốn cho mọi người biết mà. Đối với anh thì câu chuyện nó có thể đơn giản, nhưng mà bây giờ mọi người nhìn vào ấy, em cũng không thích những cái ánh mắt đấy. Mọi người lại nghĩ là em hám lợi, em yêu anh chỉ là vì tiền, vì sự giàu có, vì địa vị của anh thôi. Em không hề muốn như vậy. Anh yêu em, và anh cũng biết là em yêu anh thật lòng. Chỉ cần như thế thôi là đủ rồi mà. Đúng là em yêu anh thật lòng, nhưng mà anh chỉ cần biết những chuyện đó thôi, còn những chuyện khác anh không bận tâm đâu. Thôi, em vui vẻ thoải mái lên đi, anh không muốn em suốt ngày ủ rũ lo lắng như vậy đâu. Đến đâu thì cũng ngồi yên đấy, nghe anh có một câu chuyện cực kỳ thú vị này. Có cái gì mà thú vị, bực hết cả mình. Em lại bắt đầu ghen tuông đúng không? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, làm việc lớn là phải bỏ hết tất cả những cái tư thù ấy đi. Thì có chuyện gì anh nói luôn đi, cứ vòng vo mãi. Em xem đây này, anh vừa mới ký được một hợp đồng cực lớn cho công ty. Thì làm sao? Phó giám đốc ký được hợp đồng lớn cho công ty có gì là lạ à? Mà không phải là anh cũng đang làm công cho người ta hay sao? Em chẳng hiểu cái gì cả. Anh đang từng bước lấy được sự tin tưởng của thằng Long rồi. Khởi đầu, anh sẽ cướp hết tất cả khách hàng của nó, rồi dần dần sẽ cướp luôn công ty của thằng Long. Rồi thì cả công ty này sẽ thuộc về anh em mình hết. Thế thì em cũng rất là mong cái ngày mà thằng Long nó thất bại sẽ đến thật sớm. Đến lúc đấy nó sẽ phải quỳ xuống van xin dưới chân chúng ta. Em cố gắng thêm một thời gian nữa, nó sẽ không ở đây lâu nữa đâu. Lần này anh quá hồ đồ rồi đấy anh Vanh. Anh dám qua mặt tôi để ký hợp đồng với công ty khác à? Chuyện này là sao? Anh có biết công ty đấy là công ty ma không? Tại vì sao anh lại có thể hồ đồ đi ký hợp đồng với công ty ma đấy được nhỉ? Anh giải thích sao về chuyện này? Này, mau xin lỗi đi, anh sai quá rồi đấy. Tôi xin lỗi ạ. Một câu xin lỗi của anh đáng giá bao nhiêu hả? Tôi biết lần này là lỗi của tôi. Thế nhưng mà từ trước đến nay tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi. Không ngờ... Anh không ngờ cái gì? Anh là một phó giám đốc, đáng nhẽ ra anh phải tỉnh táo để nhìn nhận sự việc chứ. Tôi nhắc nhở anh lần đầu cũng như lần cuối, nếu như anh còn làm việc cầu thả như vậy nữa ấy, không chừng sẽ có người khác ngồi thay cái ghế phó giám đốc của anh đấy. Giải tán cuộc họp đi.
làm cái gì thế? Muốn mọi người nhìn thấy hết à? Em có nhìn thấy thái độ của nó không? Nó mắng anh trước mặt bao nhiêu người, rõ ràng nó muốn sỉ nhục anh. Nhưng mà lần này là anh sai, anh phải bình tĩnh một tí đi chứ, nhịn một tí thì có làm sao đâu. Anh đã rất là khó chịu, nhưng mà anh vẫn phải chịu khó nhịn đấy thôi, em không thấy à? Em biết, nhưng mà may là anh không làm như thế đấy. Chứ nếu không ấy, cả em và anh đều không còn chỗ ở trong cái công ty này nữa đâu. Em biết là anh rất tức giận, thế nhưng mà anh phải bình tĩnh đã. Chứ nếu mà cứ tức giận mãi, chỉ làm hỏng chuyện thôi. Anh hiểu rồi. Anh sẽ cho chúng nó phải trả giá gấp trăm lần những gì mà anh đã phải chịu. Em biết là bản thân của anh đang rất nóng nảy, nhưng mà em nghĩ dù sao ấy thì anh cũng không nên nổi nóng với các anh Vanh như vậy ở trong cuộc họp. Điều đấy sẽ khiến anh ấy bị mất mặt đấy. Anh không phải anh muốn nổi giận với anh Vanh, nhưng thực sự anh rất bực mình cái tính làm việc cẩu thả của Vanh. Hơn nữa, anh ấy lại còn qua mặt anh ký kết hợp đồng với công ty khác. Em nghĩ là cho anh Vanh cũng có ý tốt, nhưng mà chẳng qua là sai sót một chút, có sự thiếu sót ở trong đấy. Anh hiểu, và em không cần phải nói giúp anh ấy làm gì cả. Nếu như anh không nể mặt anh Vanh, đã từng đóng góp nhiều dự án sinh lời cho công ty, thì anh đã thay em vào chức phó giám đốc đấy rồi. Anh đừng có nói như thế. Bản thân của em cũng hiểu là em chưa có đủ năng lực để ngồi vào vị trí đấy. Với cả dù sao, em cũng không muốn bị mọi người nói là dựa hơi anh đâu. Em được khiêm tốn quá. Nếu như em có ngồi lên cái ghế đấy, không phải vì em là người yêu của anh, mà bởi vì em thực sự có năng lực mà. Nhỏ đấy thì có gì hơn tôi cơ chứ. Em xin lỗi, em định mang cà phê vào cho anh nhưng mà không may làm đổ mất rồi ạ. Không sao đâu, em nhờ người dọn đi. Với cả từ nay về sau ấy, không cần phải mang cà phê vào phòng anh đâu. Để tôi giúp cô. Thôi, không cần phải giả vờ như thế nữa đâu. Đừng có tưởng như thế là hay mà vội đắc ý. Lao công đâu hết rồi, không biết đường mà dọn dẹp đi à? Em, thật sự anh ở bên cạnh em ấy, anh cảm thấy vui cực. Còn em ở bên cạnh anh ấy, em cảm thấy là ấm áp, hạnh phúc, với cả siêu thích, siêu ngọt ngào. Anh cảm thấy mình thật là may mắn khi có em người yêu đấy, bởi em quá dễ thương. Có thật không đấy? Rất thật đấy chứ. Đây, em nghe con tim anh nói đi. Nó nói là anh cần phải nâng niu, trân trọng người đối diện, cần phải bảo vệ và chăm sóc em suốt đời đấy. Mà Thanh này, anh nghĩ là bọn mình công khai chuyện tình cảm bọn mình đi. Công khai á? Anh nghĩ là làm như thế thì có được không? Có chứ. Anh không muốn nhân viên trong công ty ve vãn em nữa. Anh muốn họ biết ý, em là Hoa đã có chủ. Anh cứ nói như là mấy cái gã ghen tuông ở cái thời phong kiến ấy. Anh phải cố gắng giữ gì, không cho bất cứ ai xâm phạm vào được. Em, nhưng anh nghĩ bọn mình nên công khai. Dù sao ấy, bọn mình còn phải tính chuyện đám cưới của bọn mình nữa chứ. Anh nghĩ là có hơi sớm không? Tại vì dù sao ấy, thì em cũng chưa bao giờ ra mắt gia đình anh cả. Liệu là mọi người đồng ý không hả anh? Bố mẹ của anh á, em yên tâm đi. Bố mẹ của anh sống bên nước ngoài, tính họ rất là thoáng. Bố mẹ của anh chắc chắn sẽ để cho anh chọn người phụ nữ mà anh yêu thôi. Chết rồi, điện thoại của em hết pin rồi, em phải đi sạc lại nhá. Em cần gì phải sạc điện thoại? Anh không muốn ấy, bất cứ ai làm phiền những cuộc trò chuyện bọn mình cả. Kệ đi.
được mỗi ngày chủ nhật. Anh chỉ muốn ở cùng em cả ngày thôi, chẳng muốn về đâu. Thôi được rồi, bây giờ ấy, tạm thời anh cứ về trước đi. Em còn cả một dự án đang làm nữa kìa. Cô nhân viên này siêng năng thế nhỉ? Chứ còn sao nữa, ai bảo là em làm lính ăn lương, ăn cơm chúa phải múa tối ngày thôi chứ còn gì nữa. Anh chỉ muốn sớm đón anh về nhà thôi. Mỗi ngày mỗi giờ đều được thấy em, hai vợ chồng làm chung một công ty thì còn gì bằng nữa. Thôi được rồi, còn bây giờ ấy, anh cứ về trước đi, ngày mai còn đi làm nữa chứ. Anh về nhá. Về cẩn thận. Con nhỏ đấy có gì hơn mình mà Minh Long lại mê như điếu đổ như thế được nhỉ? Lại còn định công khai tình cảm, rồi còn định thăng chức cho nó chứ. Mày cứ đợi đấy Thường San, tao sẽ không để cho mày toại nguyện đâu. Alo, anh lại đi nhậu ở đâu nữa đấy? Cái gì? Minh Long bị tai nạn á? Được rồi, em đến ngay. Anh nghĩ là bọn mình công khai chuyện tình cảm bọn mình đi. Anh muốn họ biết em là Hoa đã có chủ. Em nghe con tim anh nói đi. Nó nói là anh cần phải nâng niu, trân trọng người đối diện, cần phải bảo vệ và chăm sóc em suốt đời đấy. Quên mất là mày hết pin rồi. Anh tỉnh rồi à? Anh thấy trong người thế nào rồi? Đây là đâu? Tôi là ai? Anh không nhận ra em à? Cô là ai vậy? Em là người yêu của anh. Mà anh không nhớ ra cũng phải thôi. Bác sĩ bảo là anh bị chấn thương vùng đầu rất nặng, cho nên có thể là tạm thời sẽ không nhớ được chuyện quá khứ. Nhưng mà không sao đâu, em sẽ luôn ở đây để giúp anh nhớ lại được chuyện trước đây. Anh nhức đầu quá. Mà tại sao anh lại bị chấn thương ở đầu vậy? Anh bị tai nạn. Lúc nghe tin em hoảng lắm, nhưng mà may là em đưa anh đến bệnh viện kịp thời đấy. Anh đã nằm viện 2 ngày rồi mới được về nhà đấy. Từ lúc đấy đến bây giờ, lúc nào em cũng túc trực cạnh anh, sợ là anh tỉnh dậy sẽ không có ai ở bên cạnh đấy. Anh xin lỗi vì đã làm phiền em nhé. Em là người yêu của anh cơ mà. Anh mà cứ như thế là em giận đấy nhá. Từ xa này, mày vẫn lo cho anh Long đấy à? Hai ngày nay, anh như là biến mất khỏi cái thế giới này. Tao gọi điện, nhắn tin hay là tao muốn liên lạc với anh ấy đều không được. Tao cũng không biết là anh ấy đã đi đâu nữa. Tao cảm thấy lo lắm. Tao nghĩ là có chuyện gì đấy chẳng lành xảy ra rồi ấy. Mày cứ yên tâm, đừng có mà lo quá. Biết đâu là anh ấy vận chuyện gì đột xuất hay là đi công tác thì làm sao? Mà tao vẫn thấy công ty bình thường mà, chưa nghe chuyện gì cả. Nhưng mà nếu mà anh đi công tác, anh cũng phải nói với tao một tiếng chứ. Chẳng nhẽ đến một tin nhắn, anh bận quá cũng không gửi được à? Không cần phải lo đâu. Hai ngày hôm nay, anh Long ở cạnh tôi mà. Sao? Bất ngờ không? Mà tôi cũng không ngại nói cho cô biết là tình cảm giữa tôi và anh Long đang tiến triển rất tốt đâu. Tôi cảnh cáo cô nhé, Minh Long là của
tôi. Biết thân biết phận đi, thì đừng có mà ve vãn hình ý nữa. Tôi sẽ không bỏ qua đâu. Này, đừng có mà nghe mồm nó. Mày không thể nào mà vì mấy cái lời nó nói mà lúc này ý chí như thế được. Anh Long không thể nào mà yêu con người như nó được đâu. Có chuyện gì đấy? Sao mày lại kéo tao vào đây? Mày biết tin gì chưa? Anh Long bị tai nạn xe rồi đấy. Cái gì cơ? Mày bảo là anh Long bị tai nạn á? Khó khăn lắm tao mới nghe được. Anh ấy bị tai nạn từ 2 hôm trước. Mà nghe đâu là bị chấn thương đầu nữa. Bây giờ không nhớ gì hết. 2 hôm trước? Như thế chẳng lẽ là từ ở nhà tao về à? Bị ở gần nhà mày đấy. Này, mày bị làm sao đấy? Đừng có làm tao sợ chứ. Mà mày bảo là hiện tại anh không còn nhớ gì á? Như thế thì tình hình sao rồi? Từ hôm đấy đến bây giờ, cái My cứ ở bên cạnh túc trực chăm sóc anh ấy. Mà nó còn tự nhận là người yêu của anh ấy nữa chứ. Thì chẳng là con bạn tao làm cấp cứu ở đấy, mà tao cũng hay kể chuyện về mày với anh Long cho nó nghe, nên là nó để ý lắm. Trời đất ơi, bây giờ con My nó làm như thế, xong rồi bây giờ anh Long cứ tưởng là nó mới là người yêu của anh ấy. Tao nghĩ là bây giờ anh ấy không còn nhớ mày là ai nữa đâu. Tường San, hay là bây giờ tao với mày lén lút qua nhà anh ấy xem tình hình như nào? Thôi, tao nghĩ là cách đấy không có được đâu. Làm như thế chỉ khiến cho My có thêm cớ để mà gây sự với chúng ta thôi. Với cả tao nghĩ là anh Long ấy chắc chắn là anh ấy sẽ có thể nhớ ra. Anh ấy không thể nào mà quên chuyện tình cảm giữa tao với cả anh ấy được. Tao sẽ tìm cách rồi nói chuyện với anh ấy cho anh hiểu rõ ra mọi chuyện. Mày nói cũng có lý. Nhưng mà... Mày yên tâm đi, công ty vẫn đang ở đây. Rồi anh ấy sẽ khỏe lại rồi đi làm. Như thế tao sẽ có cơ hội nói chuyện với anh ấy thôi. Mày phải cố lên đấy nhá, đừng có mà suy nghĩ nhiều quá. Tao biết rồi, tao sẽ nghĩ được ra cách. Cảm ơn mày nhá. Anh Long! Đúng là anh Long rồi! Mấy ngày hôm nay anh ở đâu đấy? Tại sao em gọi điện cho anh mãi mà không được? Sao anh không trả lời tin nhắn của em nữa? Cô là ai? Anh không nhận ra em à? Em là Tường San mà. Xin lỗi, thực sự tôi không nhớ cô là ai. Cô là ai vậy? Em là Tường San, là nhân viên. Anh, phòng làm việc của anh ở trong kia kìa. Mà anh là giám đốc, không cần phải đứng đây để nói chuyện với loại nhân viên quèn như thế này đâu. Cô ở đây nói chuyện dễ nghe một chút được không? Đi vào làm việc đi. Công ty không thừa lương để trả lương cho những kẻ rảnh rỗi như cô đâu. Mà nhân viên nói chuyện với giám đốc thì làm sao cơ chứ? Anh vào phòng trước đi. Em giải quyết một số việc xong rồi vào sau. Để tôi nhắc cho cô nhớ nhá. Anh Long bây giờ là của tôi rồi. Nếu mà dám giở trò gì ấy thì đừng có trách. Lúc đấy không còn chỗ đứng trong công ty này nữa đâu. Cô đang hăm dọa tôi đấy à? Cứ thử xem. Đến lúc đấy cô sẽ phải rời khỏi công ty với một tình thế rất là khó coi đấy. Anh chỉ vừa mới hồi phục sức khỏe thôi. Đừng có cố quá, không là không tốt đâu. Đầu của anh nhức lắm, chẳng suy nghĩ được gì cả. Mà mấy cái loại hồ sơ này nó lạ lẫm với anh quá. Anh yên tâm đi, anh vẫn còn có em cơ mà. Em sẽ giúp anh làm quen dần với cách làm việc trước kia. Cũng may mà anh có em, nếu không anh không biết mình phải làm gì nữa. Thì em là người yêu của anh cơ mà, đương nhiên là em phải giúp anh làm mấy cái chuyện như thế này rồi. À, mà My này, cái cô gái nhân viên mới vào trong công ty mình ấy, cô ấy là ai đấy? Tại sao anh có cảm giác quen lắm? Anh đừng để ý đến con bé đấy. Ý của anh ấy, anh cứ có cảm giác quen quen thế nào ấy. Thì nó là nhân viên trong công ty, anh có tí ấn tượng với nó thì cũng đúng thôi. Nhưng mà em phải nhắc cho anh nhớ nhá, nó chính là người đã theo đuổi anh, lại còn muốn tranh giành anh với em nữa đấy.
Vậy cơ? Tâm địa nó rất là độc ác, cho nên là em rất sợ nó sẽ tiếp cận anh. Thôi được rồi, anh sẽ tránh xa cô ấy ra được chưa? Em phải tin tưởng anh, anh sẽ không làm gì cả đâu. Anh nói thật không đấy? Đương nhiên là anh nói thật rồi. Mời vào. Anh đến đây để bàn chuyện với Long, không phiền hai người chứ? À, em chỉ đang bàn công việc với anh Long thôi. Mà anh cần anh ý ký gì đấy? À, có mấy hợp đồng cần Long phải ký. Mấy ngày hôm vừa rồi Long nghỉ, tiến độ đang bị chậm. Đây. Em không thắc mắc gì à? Anh là anh trai của My, chúng ta là người trong nhà. Anh đã thông qua rồi, em không cần phải xem lại nữa đâu. Thế thì ông anh vợ này đã được chiều cố quá nhiều rồi. Anh lại cứ nói thế, em còn cần anh giúp đỡ nhiều đấy. Anh Long. Lại là cô à? Anh có thể nào bớt một chút thời gian để nói chuyện với em được không? Em có rất nhiều chuyện cần phải nói với anh đấy. Có chuyện gì đợi lúc nào họp cho hãng nói nhé. Bởi vì bây giờ tôi không nhiều thời gian đâu. Cô ta lại làm phiền anh nữa à? Em đã bảo với anh rồi mà, em nào có sai đâu. Em, anh biết mình phải làm gì. Thôi, em đã xong việc chưa? Đi ăn trưa với anh nhé. Em xong rồi, anh ra xe trước đi. Xem ra là cô vẫn không coi lời nói của tôi ra gì đúng không? Cô đừng tưởng là một tay thì có thể che được bầu trời. Những chuyện mà cô làm ý, cô cứ cẩn thận đấy. Đúng là ngay cả ông trời cũng giúp ta. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Cứ như là ông trời đang sắp đặt sẵn ý. Anh không ngờ rằng cái việc tai nạn của thằng Long nó lại trùng hợp đến thế. Anh sẽ nhân cơ hội này từng bước lấy hết tất cả các cổ phần trong công ty. Nhưng mà em đang chướng mắt con Tường San lắm rồi đấy. Em muốn đuổi nó ra khỏi công ty càng sớm càng tốt. Không được, anh đang cần đến Tường San. Cô ta rất hữu ích. Nhưng mà em ghét nó. Làm việc lớn thì phải hạn chế tư thù lại, không thì hỏng bét đấy. Thôi được rồi, em sẽ để nó tồn tại công ty thêm một thời gian nữa. Đến lúc công ty thuộc về mình rồi ấy, em sẽ cho nó biến. Thôi, bây giờ em có việc, phải nói chuyện với Minh Long rồi. Tối về bàn tiếp nhé. Cô ấy đi giở trò gì đấy? Tại sao vào không gõ cửa? Mời anh. Cái gì đấy? Đây là cơm mà em đã tự tay nấu đấy. Ngày trước anh rất là thích nên là... Cô mang về đi, tôi không ăn những món này. À, chắc là do anh bị quên rồi nên là anh không có nhớ thôi. Chứ ngày trước anh rất thích, hay là anh thử ăn một lần đi cho em vui được không? Tôi đã bảo cô ra ngoài đi, tôi không thích ăn những món này. Hay là để mở cho anh nhá. Cô nghe tôi nói không rõ à? Cô đi ra ngoài đi, và từ bây giờ cô không phải vào phòng tôi nếu như không có việc cần thiết. Mình đi quán khác đi. Em, mình không việc gì phải nổi nóng. Cô ta có làm gì nữa, không quyến rũ được anh đâu. Mà thôi, anh hết hứng ở đây rồi, mình đi quán khác đi. San này, tao thấy là mày đừng nên cố gắng với anh Long nữa, không có kết quả tốt đâu. Không, tao tin là tình yêu của tao có thể cảm hóa được anh Long. Tao có thể giúp anh ấy nhớ lại quá khứ. Vấn đề nó chỉ nằm một thời gian thôi. Nhưng mà tao thấy lo cho mày lắm. Con My nó không phải là dạng vừa đâu. Mày yên tâm đi, tao biết là mình đang làm gì, với cả phải làm sao mà. Cẩn
có sao không? Hay là em đưa anh đi viện nhá. Anh không sao đâu. Em xin lỗi ạ. Xin lỗi mà xong à? Này, muốn tôi đuổi việc cậu không? Chị tha cho em ạ. Thôi em, không phải làm lớn chuyện đâu. Bây giờ anh muốn về phòng một lát. Cẩn thận đấy. Anh Long này, đây là loại yến xào mà anh thích ăn nhất. Em hy vọng là sau khi mà anh ăn xong, trí nhớ của anh sẽ mau hồi phục lại, để anh có thể nhớ lại được tất cả mọi chuyện. Cứ làm theo những gì tôi dặn đi. Em đến rồi đấy à? Anh phải chăm uống vào đấy nhá. Nhìn anh cứ hay đau đầu ấy, em xót lắm đấy. Em cũng phải uống cái này với anh đấy. Phụ nữ uống cái này là đẹp da lắm đấy. Em biết rồi, để về em uống sau nhá. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh những ngày tháng bị nạn nhá. Những ân tình này anh sẽ không bao giờ quên đâu. Thế thì anh phải đối xử tốt với em đấy nhá. Đương nhiên rồi. Thôi uống đi. Anh thấy dạo này em có vẻ đau đầu hơi nhiều. Thế nên là dự án vừa rồi anh tự quyết luôn. Em có trách anh không? Sao em lại trách anh được? Chẳng phải chúng ta sắp là người một nhà hay sao anh? Nếu như em đã nói như thế thì anh nghĩ rằng những cái dự án lớn sắp tới em nên giao cả cho anh đi. Anh nghĩ rằng em nên nghỉ ngơi hoặc là đi du lịch với cả My thì tốt hơn. Nhưng em thấy em giao hết cho anh ấy, em lại áy náy lắm. Áy náy cái gì? Chính em vừa mới nói chúng ta sắp là người một nhà cơ mà. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Vậy em cảm ơn anh trước nhá. Này, mày đừng bảo với tao ấy là mày tặng quà cho anh Long ấy nhá. Thì tao cũng muốn được tặng quà sinh nhật cho anh Long. Tao nghĩ là anh sẽ thích đấy. Trời đất ơi, tao không ngờ là mày si tình đến mức như thế luôn đấy. Anh ấy có thèm quan tâm gì đến mày đâu mà mày phải khổ sở như thế làm gì. Vẫn là câu nói cũ. Tao tin nhất định là một ngày anh Long sẽ nhớ ra được tình cảm của tao với các anh ấy là như thế nào. Đúng là cái đứa si tình. Mày mà cũng có tư cách để tặng quà cho anh Long à? Cô làm trò gì đấy? Mau trả lại cho tôi. Tao không trả đấy. Mày làm gì được tao? Cô cũng vừa đúng lúc tao không biết tặng gì cho anh Long. Thế mà mày lại chuẩn bị giúp tao rồi. Cảm ơn nhá. Mau trả lại đây.
Ta không trả đấy. Cô trả lại đấy. Bỏ tôi ra. Ôi kìa. Này, cô đang làm gì mi đấy hả? Anh, em vừa mới định vào tặng quà cho anh, nhưng mà cô ta cản em, lại còn định cướp quà của em nữa đấy. Tôi nói cho cô biết, đây là công ty, phải có tôn ti trật tự. Nếu như cô muốn làm việc ở đây ấy, thì biết điều một chút đi. Và tôi nhắc cô một lần nữa, giữ thân phận của mình đi. Em, nhân viên như vậy sớm muộn gì anh cũng sa thải thôi. Thôi, mình đi đi em. Đừng đứng ở đây để những người khác ảnh hưởng. Tưởng San, mày thấy chưa? Tao đã nói là mày bỏ cuộc đi rồi. Họ tình tứ như thế, chắc chắn là hôm nay sẽ là một đêm đáng nhớ đấy. Còn mày thì sao? Mày ở đây một mình ấy, mày có thấy là đáng buồn không? Hôm nay là sinh nhật anh đấy, anh phải ăn nhiều vào. Chúc mừng sinh nhật em rể. Em vui lắm đấy. Hôm nay anh Long vừa mới bàn với em chuyện đám cưới đấy. Thế á? Anh có đồng ý ra em gái của anh cho em không anh vợ? Cô cậu đã tính toán trước như thế rồi, còn hỏi ý tôi làm gì nữa? Anh nói cứ như là trách móc em ấy. Em muốn là bọn em sẽ cưới sớm, sau đó là đi châu Âu, vừa là để du lịch, vừa là để cho anh Long có thời gian để nhớ lại chuyện cũ nữa. Em tính thế là hay đấy. Thế sao? Hai đứa đã chọn được ngày chưa? Anh Long bảo là phải đợi một thời gian nữa. Khi nào mà giao hết cổ phần cho anh nắm giữ rồi thì bọn em sẽ cưới. Em bắt đầu tạo gánh nặng cho anh rồi đấy. Anh có kham nổi công ty này không? Nếu như mà em đã tin tưởng thì anh sẽ cố gắng làm hết sức. Hai đứa cứ yên tâm mà đi du lịch đi. Nhưng mà anh nói trước, anh chỉ đứng tên cổ phần để dễ dàng điều hành công ty thôi. Có lợi nhuận là vẫn về em đấy nhé. Đúng là có anh vợ như anh ấy, không còn gì bằng nữa. Thôi, không phải khách sáo nữa, uống đi. Chắc là mày cũng biết tin tao với anh Long sắp kết hôn với nhau rồi nhỉ? Cô đang nói gì đấy hả? Sao thế? Không nghe thấy hay là cố tình không nghe thấy đấy? Chắc là mày biết tin tao với anh Long kết hôn thì sẽ buồn lắm nhỉ? Nếu mà muốn khóc ấy thì cứ khóc đi, không sao đâu. Không cần phải cố kìm nén cảm xúc làm gì cả. Chưa đến giây phút cuối, chưa biết là chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Thế mày vẫn không tin à? Vẫn còn hy vọng là anh Long sẽ đoái hoài đến mày à? Thôi, đừng có mơ nữa. Đợi đến lúc anh trai của tao nắm quyền ấy thì mày sẽ bị đá ra khỏi đây đấy. Hai người đừng tưởng là một tay có thể che được bầu trời. Tôi tin là một ngày nào đấy anh Long sẽ tỉnh lại và nhớ ra tất cả mọi chuyện thôi. Đến lúc đấy thì tao cũng đã trở thành vợ của anh ấy rồi. Một người vợ lúc nào cũng chung thủy, hết lòng vì anh ý. Cho dù là không có tình cảm ý thì anh ý cũng sẽ siêu lòng thôi. Mà mày chuẩn bị đi. Ngày mai ý, anh Long sẽ giao toàn bộ quyền điều hành công ty cho anh trai của tao. Không cẩn thận ý là mất luôn cái ghế này đấy. Nếu như thật sự Vanh lên nắm quyền thì tôi cũng chẳng thiết tha làm việc ở đây nữa đâu. Chưa đến phút cuối, mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Với cả dù sao tôi cũng đang làm việc, tôi không muốn bị làm phiền hay là ảnh hưởng gì cả. Mời cô đi cho. Mày được lắm. Mày cứ đợi đấy. Chắc là mọi người cũng đã biết lý do vì sao mà cuộc họp khẩn cấp này được diễn ra rồi đúng không? Em nghĩ là anh nên để cho anh Long tuyên bố giao quyền thì sẽ hay hơn đấy. Giao quyền á? Đúng thế. Sao? Bất ngờ lắm à? Tôi đã nói rồi, ngày mà cô bị đá ra khỏi đây ý, không còn xa nữa đâu. Một lát nữa, anh Vanh lên chức giám đốc rồi thì cô cũng sẽ bị đá ra khỏi đây thôi. Mi nói đúng đấy. Mà thôi, tốt nhất cứ để cho Long đọc quyết định đi. Được rồi, tôi sẽ đọc quyết định. Nhưng đây sẽ không phải là quyết định giao quyền, mà là quyết định sa thải. Kể từ ngày hôm nay tôi chính thức sa thải anh. Anh không còn là phó giám đốc của công ty này nữa. Long, cậu đang nói cái gì vậy? Cậu có biết mình đang nói cái gì không à? Chẳng phải chúng ta đã thống nhất là ngày hôm nay cậu sẽ giao lại quyền cho tôi cơ mà. Tại sao anh lại ngây thơ quá vậy anh Vanh?
chẳng có ai lại tự dâng đi cái cơ ngơi của mình cho kẻ khác cả. Anh nói như thế là sao? Anh Vanh là anh trai của em cơ mà. Anh trai của cô thì sao? Anh trai của cô thì được phép thụt kết với công ty rồi cơ cấu với công ty khác để qua mặt tôi à? Không, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Chắc chắn là cậu đã nghe thấy ai đó bày đặt đổ ăn cho tôi rồi đúng không? Họ muốn hãm hại tôi đấy. Các người vẫn còn già mồm biện minh à? Tất cả mọi chuyện các người làm sau lưng tôi ấy, tôi đều biết cả rồi. Tự cầm lấy mà xem đi. Anh Long, chắc chắn là có kẻ đã thừa cơ hội lúc mà anh chưa nhớ ra được mọi chuyện, xong rồi giở trò đấy. Giở trò? Giở trò như cách mà hai anh em các người đã đối với tôi đấy à? Tất cả những âm mưu bẩn thỉu các người tôi đều biết rõ. Lo viết đơn xin nghỉ việc đi. Không, nhưng mà em yêu anh là thật cơ mà. Anh có thể nể tình tình cảm của chúng ta mà bỏ qua cho em có được không? Dù sao ấy, em cũng là vợ sắp cưới của anh cơ mà. Vợ sắp cưới? Tôi xin đính chính lại, vợ sắp cưới của tôi chính là Tường San. Cô đã đóng kịch quá giỏi trong thời gian tôi bị mất trí nhớ. Chả nhẽ anh đã... Phải, trí nhớ của tôi đã được khôi phục. Từ cái lần mà tôi ngã ở sảnh ấy, Tường San đã là người cứu tôi. Và bây giờ sau tất cả mọi chuyện, tôi đã nhớ được lại rồi. Cái gì? Hóa ra là cậu đã nhớ tất cả mọi chuyện, thế nhưng mà vẫn diễn kịch trước mặt bọn tôi. Cậu nghĩ bọn tôi là những thằng hề đấy à? Chẳng phải các người từng xem tôi là thằng hề hay sao? Kể tung người hứng, rất đồng điệu. Tôi đã sa vào bẫy các người rồi còn gì. Vì để thu thập chứng cứ, tôi đã phải đóng giả là tôi chưa phục hồi. Có như vậy ấy, tôi mới khiến anh sa vào bẫy được chứ. Tôi chính thức sa thải hai con sâu mọt khỏi công ty. Anh Vanh và chị My này, cố mà lo bồi thường đi. Nếu không các người phải vào tù. Bảo vệ đâu? Lôi hai người ra. Anh đừng tuyệt tình như thế có được không? Em xin anh đó. Tôi thấy là cuộc họp này kết thúc rồi đúng không ạ? Tôi xin phép ra ngoài trước đây ạ. Anh, thực sự là anh đã nhớ lại mọi chuyện rồi sao? Anh có biết là em vui như nào không? Đúng là cảm giác này rồi. Em thực sự là rất hạnh phúc đấy. Xin lỗi em, vì anh đã để em chịu nhiều ấm ức rồi. Không sao đâu, chỉ cần bây giờ anh đã nhớ ra hết mọi chuyện, như vậy là em đã vui lắm rồi. Yêu anh đến thế cơ à? Ừ, anh lại còn hỏi được nữa à? Anh có biết không, thời gian vừa rồi á, em đã phải chịu sự lạnh lùng của anh, xong rồi lại còn phải chứng kiến anh thân mật với cả My nữa. Cảm giác đấy đúng là khó chịu, không thích một tí nào cả. Anh xin lỗi, từ nay về sau ấy, anh hứa anh sẽ bù đắp cho em nhiều hơn. Tường San, đồng ý làm vợ anh nhé. Từ nay về sau, cuộc đời em sẽ có anh chăm sóc.